Dự báo thời tiết đêm mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021, phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ.